Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái ưu nhược điểm của chiếc camera hành trình DDPi N3. Và để biết được chi tiết ưu nhược điểm của sản phẩm này thì các bạn chú ý theo dõi hết video này nhé. Vâng, đầu tiên thì mình sẽ nhắc đến cái ưu điểm của chiếc N3 này nhé. Thì các bạn nhìn thấy cái thiết kế của sản phẩm này, nó là một cái thanh ngang này, không có màn hình. Và nó có thể kết nối được với điện thoại để chúng ta điều khiển cũng như là tải dữ liệu, rất là tiện dụng đúng không? Ngoài ra ấy, thì nó cũng là một trong số ít những cái chiếc camera hành trình mà có cái thiết kế thanh ngang như thế này. Nó có lựa chọn cái phiên bản có GPS và phiên bản có camera sau. GPS thì tất nhiên có rất là nhiều cam có đúng không? Thế nhưng mà cái lựa chọn cam sau ấy thì rất ít cam. Nếu như tham chiếu ở những cái dòng camera thanh ngang này thôi, chứ không phải là những cái dòng cam có màn hình. Những dòng cam có màn hình thì cái việc nó có cam sau, cam lùi là bình thường đúng không? Và tiếp đến một cái ưu điểm nữa của chiếc N3 này, đấy chính là cái chất lượng ghi hình. Phải khẳng định với các bạn, một cái chiếc cam ở phân khúc bình dân như thế này, thiết kế nhỏ gọn như thế này, chúng ta đang có một cái chất lượng ghi hình rất là tốt. Nếu như mà các bạn mà so sánh chất lượng ghi hình của em này với cái chiếc cam M300 rất phổ thông hiện nay, thì mình có thể nói chất lượng ghi hình của nó tốt hơn ở tất cả các cái điều kiện, từ ánh sáng ban ngày cho tới buổi tối ban đêm vân vân. Và bản chất cái thông số kỹ thuật của cái chiếc N3 này nó cũng cao hơn. Nó sẽ có độ phân giải 2K nhưng mà là 1600 x 2560, chứ không phải là 1296p giống như là cái M300. Tất nhiên thì cái mức giá của cái sản phẩm này thì nó cũng sẽ đắt hơn cái M300 một chút xíu. Vâng, ở trên chiếc N3 này thì các bạn có một cái điểm rất là hay nữa, đấy chính là chúng ta có thể quay cái chiếc cam này vào bên trong khoang xe để ghi hình khoang xe. Và cách quay như thế nào? Đơn giản thôi, các bạn sẽ tháo cái phần chốt này ra này, bóp hai bên này rời ra, đấy chưa? Ok. Và các bạn chỉ cần quay ngược lại và chúng ta sẽ đẩy chốt nó thôi. Đấy. Như vậy với thiết kế như thế này thì chúng ta có thể quay được khoang xe một cách ngon lành. Thế nhưng mà các bạn lưu ý là nó chỉ quay được khoang xe thôi nhá, chứ nó không quay được đồng thời trước và sau. Rồi, đấy là ưu điểm của chiếc N300. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới cái nhược điểm của chiếc N300 này. Đầu tiên đấy chính là cái phần thiết kế. Nếu như mà các bạn nhìn với một cái thiết kế thanh ngang như thế này thì các bạn sẽ hình dung ngay ra những cái dòng cam thanh ngang, ví dụ như là 70mm M300, M500 hay là KC01 đúng không? Thế nhưng mà nó lại không giống như vậy đâu. Các bạn nhìn trên màn hình cái thiết kế của nó có cái phần đế ấy, nó lại cài vào cái chiếc cam. Thành ra là với cái thiết kế thanh ngang, tuy nhiên thì nó cũng không được đỡ vướng mắt hơn so với những cái dòng cam hành trình có màn hình. Các bạn sẽ hơi bị vướng mắt một chút nếu như mà mình so sánh với những cái dòng cam thanh ngang như là M300, M500 hay là KC01. Tất nhiên đấy là so sánh với những cái dòng cam có thiết kế kiểu thanh ngang thôi. Chứ còn nếu như mà so với những cái dòng cam phổ thông ấy, thì cái này nó vẫn còn gọn chán. Rồi, như vậy thì mình đã trình bày xong những cái ưu nhược điểm của chiếc N3 đến từ DDPi rồi. Và ở đây là mình so sánh với những cái dòng cam cùng phân khúc thôi nhá, chứ không phải là so sánh ưu nhược điểm của chiếc cam này với những cái sản phẩm phân khúc dưới hay là phân khúc trên. Và từ những cái ưu nhược điểm của chiếc N3 này thì các bạn xem nó có phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình không. Nếu như nó phù hợp thì các bạn có thể lựa chọn sản phẩm này để sử dụng. Còn nếu như không phù hợp thì các bạn có thể tìm hiểu những sản phẩm khác. Ở trên kênh của mình thì mình có review rất là nhiều những cái chiếc cam hành trình từ hãng DDPi, 70mm hay là Vietmap vân vân. Và các bạn có thể tìm kiếm kỹ hơn ở trên kênh của mình nhé. Còn nếu các bạn chọn cái N3 này thì các bạn chú ý dưới phần mô tả của video, mình đã để lại cái link mua hàng của chiếc N3 này, giá cực kỳ cạnh tranh và có đầy đủ lựa chọn là phiên bản đơn này, phiên bản kèm GPS hay là phiên bản có cam sau, giá thì cực kỳ cạnh tranh luôn. Ok, rồi video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.